Xin chào các bạn. Tổ chức phi lợi nhuận dạy tiếng Nhật trực tuyến KC Nhật Bản chuyên có các khóa học dạy Kaiwa 100% giáo viên Nhật Bản. Tuy nhiên, đối với những bạn chưa đủ tự tin học với giáo viên Nhật Bản hay đối với những bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật từ A, I, U, E, O thì các bạn có thể học với giáo viên Việt Nam. Và hôm nay mời các bạn xem một bài học đối với một bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật với một cô giáo Việt Nam. Xin mời các bạn. Mà em nhìn vào bức tranh này em sẽ thấy rõ được là cái sự khác nhau giữa kore, sore và are. Ở phần mới mình có học qua rồi, kore là cái này, sore là cái đó và are là cái kia. Nó y hệt như là tiếng Việt mình. Đây, đó và kia. Kore thì là chỉ vật ở gần với người nói. Còn người nghe ở gần hay là ở xa thì không quan trọng. Lúc khi mà dùng kore thì người ta sẽ quan tâm đến cái người nói. Người nói, người ta chỉ vào vật ở gần người nói thì họ sẽ dùng là kore. Và khi mà họ chỉ một cái vật mà xa người nói và gần với người nghe. Xa người nói này và gần với người nghe. Thì cái anh này, anh ấy chỉ vào cái vật mà, cái hộp mà ở trên tay của chị này, thì anh ấy sẽ nói là sore. Tức là cái hộp này nó gần với chị ý và xa anh ấy. Anh ấy là người nói và chị là người nghe. Tiếp theo cái phần are thì anh ấy chỉ về cái vật, cái hộp mà nó ở xa cả hai người. Xa cả hai người, vật xa cả hai người thì anh ấy sẽ dùng là are. Khi mình biết được nghĩa rồi thì chị sẽ có một cái công thức cho cái phần câu khẳng định này là kore, sore, are cộng với trợ từ wa. Cái chữ này là chữ ha nhưng mà khi mà nó đứng làm trợ từ thì mình sẽ được đọc là wa. Và cộng với cả danh từ, n này là danh từ, từ nào ở trong tiếng Anh. Mono, trong cái phần mà ngoài này chị để là mono. Mono này là đồ chỉ để chỉ vật. Và cái dùng kore, sore, are này không dùng cho người. Nên là cái phần danh từ này là danh từ chỉ vật. Và đứng đằng sau cuối cùng câu nó là des. Kore wa n des. Sore wa n des. Are wa n des. Đây là, kia là, đó là cái gì đó. Cái chữ des này là từ lịch sự. Là câu lịch sự, kết thúc của câu lịch sự. Dùng cái gì đó, des. Ví dụ chị có một ví dụ như thế này. Chị có một quyển sách. Chị có quyển sách này, chị chỉ vào. Chị chỉ vào quyển sách của chị. Và chị nói là これは本です. これは本です. Bởi vì là nó gần với người nói nên là mình sẽ sử dụng là kore. Kore wa hon desu. Xong rồi chị sẽ chỉ vào cái rèm cửa ở đằng sau Ngọc Anh. Đấy, chị nói là sore wa katen desu. Cái chữ rèm cửa là chữ katen. Chị sẽ nói là sore wa katen desu. Tiếp theo chị giả dụ như cái này là cái pasokon. Chỉ vào đây. Chỉ vào đây chị cũng nói là kore wa pasokon desu. Khi mà chị để nó xa tít ở đằng kia, nó xa cả chị và xa cả em, thì chị chỉ là are wa pasokon desu. Are wa iPad desu. Thế là mình sử dụng kore, sore và are. Bây giờ dựa vào cái phần từ mới mà hôm trước mình đã học, Ngọc Anh thử đặt cho chị một hai câu về kore, sore và are cả. Em đặt đại cái gì đó gì chị? Đặt đại cái gì đó cũng được. Ví dụ như là em có phần xung quanh em. Em mới vô cuốn sách nha chị. Kore wa hon desu. Kore wa hon desu. Ví dụ như là chị có cái quyển sổ tay hôm trước mình học ở sổ tay Techo. Đây chị cầm ở trên tay chị.
và nó xa em, nó gần với chị. Là sore wa techo desu. Đúng rồi, sore wa techo desu. Bây giờ chị để nó ở chỗ bàn kia. Giả dụ như chị đang để ở chỗ bàn kia. Và are wa techo desu. Đúng rồi, are wa techo desu. Đó là cái phần sử dụng và kore, sore và are. Mời các bạn tìm hiểu ngay các khóa học Kaiwa từ sơ cấp, trung cấp đến Business Kaiwa, các khóa học luyện thi từ N1 đến N5. Đăng ký tại Facebook Tiếng Nhật Một Thầy Một Trò hoặc kc.com qua hình thức học trực tuyến, một giáo viên, một học viên với giáo viên Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.